Có, cô chú coi Chay nè, Chay nói chuyện với ngoại bà ngoại nè, lên lên. Vinh Sinh nè, nói chuyện với Vinh Sinh đi. Lên lên. Cô ngoại đâu, ngoại nè, Chay nè. Vinh Sinh nè. Ủa giờ sao tự nhiên về Mỹ rồi đi bán vé số rồi Chay? Oh, very pretty. Đẹp quá. Yeah. Ôi trời trời. Cháu ngoại hả? Cháu ngoại hả? Chay ngoại kìa. Chay dĩa rồi phải không? Chay nói chuyện ngoại đó cô chú. Bà Quy đâu? Bà Quy đâu? Ngoại đâu? Ôm ôm không ngoại cái đi. Không ngoại miếng đi. Không ngoại miếng đi. Giờ nó bận rồi. Nó giờ nó là đại bận chứ không phải tiểu bận. Nó về nó thăm lại ngôi nhà của nó. Nó đi kiếm hết góc ngách này tới góc ngách khác. Mừng không Ngọc? Mừng. Hồng ngoại nè cô chú. Đó, à, ngoại đó. Giờ bây giờ cô chú chỉ coi bà ngoại qua video, ngoại bà ngoại qua video. Đó. Ông ngoại giờ là canh chờ giờ Chay dậy để nói chuyện Chay. Con Chay nó phủ vàng lắm, nói chứ nó ai chứ nó là phủ vàng dữ lắm. Nó bây giờ đó bài đồ coi cho tôi dẹp coi được không? Không biết thì sao, ai dạy là giờ cứ bài đồ quá không biết ai chả hiểu nổi. Thôi thôi thôi. Đừng nữa, đừng nữa, đừng nữa. Đừng. Đừng lục nữa Chay à. Giờ về là không phá nó lụm nè. Cái đó là cao kê chổng á. Mở ra đi, mở ra căn bản đi. Cô chú chờ đợi video này dữ lắm nè, chờ đợi video. Chứ quậy nè. Trời, mở ra hát cho ngoại nghe bản nha. Wow. Mở ra nha. Thôi mẹ chỉ nó cái nó lấy ra nó hát đùm nhà bây giờ. Con nói mẹ ơi. Lấy giùm con. Karaoke. Đôi rồi. Rồi gỡ ra hát đi. Rồi hát đi. Bấm nút. Hát bài lại nhớ người yêu cho Vinh Sành sợ chơi chơi. Wow đó. Biết sao không? Cái dây cáp này nó đâu mất tiêu rồi không có sạc pin được. Hết pin rồi. Hết pin rồi. Rồi hát đại đi kệ nó. Cầm mình là ca sĩ mà dù có pin hay không mình vẫn hát không? Chuốt tóc quá, chứ để tóc là ngứa mắt. Ba đâu? Lucky đâu chỉ coi. Lucky đâu chỉ cô chú coi coi Lucky đâu. Lucky đi chơi rồi. Cất vô đi, hết pin rồi, cất vô đi. Đầu kia. Đổi đầu lại. Lộn đầu rồi, đổi lại đi con. Lộn đầu rồi, đổi đầu lại. Đây này mày chỉ nè. Mẹ nói lộn đầu là con phải quay cái đầu ngược lại đây. Thấy chưa? Đó, quay ngược lại, bỏ vô. Hiểu không? Đó, rồi, dài vô đi. Cảm ơn mẹ đi con. Cảm ơn mẹ. Giỏi quá. Mẹ chỉ con là con phải cảm ơn mẹ nha. Dạ đi con. Dài vô. Đó. Rồi em cất vô chỗ tụ cũ cũ. Cất vô chỗ cũ giùm mẹ con lấy ở đâu con cất vô trong đó. Cất vô. JD, do you want to read your comic book? No? Ba hỏi đọc truyện không kìa. Oh, you want to sing and dance, huh? Chay là không có chuyện trò vậy đó. Chay chỉ hát chỉ nhảy thôi. Không có trò chuyện đêm khuya vậy đó. Cất đi con, cất đâu. Hát đi rồi. À, hát pin đi, cất đi. Cắt cho mẹ đi, giỏi. Đi đâu ạ? Dạ. Không, nó khoái vô bơi đó. Nó ăn rồi giờ cứ bơi lội miết rồi đó.
Mốt lần em làm vận động viên đi cho rồi. Cắt lá mỏng 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 đó. Mình xào với xả cũng tương. Ai? Lớp kỳ hả? Kêu lớp kỳ hả? Mở Migo lên kêu lớp kỳ mới nghe. Mở Migo lên kêu lớp kỳ mới nghe. Đó, đó. Hồi sáng này vô là con này nó chạy ra đứng khóc nè, đứa nào đứng khóc. Sợ, sợ. Con ghi ghi. Ghi ghi. Ghi ghi. Ghi ghi. Giờ về đây chơi không ai giành được chơi. Giờ khỏe chơi em đềm. Chơi trong em đềm. Con gì vậy? Con nói con gì? Con ghê. Con ghê ghê hả? Con có sợ con ghê ghê không? À. Dạ sợ. Dạ sợ. Con nói đi, dạ sợ mẹ. Nói. Dạ sợ. Ghê ghê ghê. Ghê ghê ghê. Con nói đi, dạ sợ. Chạy chào cô chú chưa? Chạy chào cô chú rồi, chạy trở lại Mỹ rồi kìa. Chào cô chú đi. Giờ 2 tháng trước đó hả, cái mặt còn ngây thơ, 2 tháng sau cái mặt già hơn trái cà nữa. Nói quá trời nói tiếng Việt luôn. Cái gì? Sao quýnh ghê ghê, để ghê ghê lau nhà, ghê ghê đang lau nhà đó. Tại vì con bài quá nên là phải có con ghê ghê để lau, chứ còn mấy là đâu có cần. Tê cô chú ơi, hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng. Chay ngủ, chay thức dậy, chay nói ăn cereal. Xong rồi cái mẹ đổ cereal ra cho chay mà chưa kịp đưa cho nó cái muỗng. Nó nói múc nữa là rồi cho nó cái muỗng á. Nè lần sau á cái con nói mẹ ơi muỗng. Nha. Nha con, ngon không? Dạ ngon. Đúng rồi. Trời ơi chưa kịp đưa cho nó cái muỗng. À, bây giờ mà nó đang ngậm ba bà ha, mà nó muốn ăn cái gì á là nó giục ba bà, nó tự động giục ba bà. Thủ phàng lắm. Yêu, yêu thì yêu chứ mà một o xì là màu cam đó. Yêu thì yêu chứ mà dứt ra là dứt lẹ lắm. Yêu vậy tốt quá chay ha. Sao yêu rồi đừng nói là cái đắng, mình không yêu nữa là mình giục ba bà, đúng không? Tới thí dụ như đang ngậm ba bà như nó đang ôm con em của nó là tới nó đi đâu mà tới nơi rồi là nó giục ba bà, giục em rồi đi. Vậy có lý chứ, yêu không có lụy, phải không chay? Phải không? Ngon ngon. Ít rồi. Đó. Ngày đầu tiên nói chung là tốt, không tới nỗi nào. Ngủ lúc 12 giờ đêm, thức lúc 5 giờ sáng. Được. Từ từ, còn 2 ngày nữa là bắt đầu vô lại giờ Mỹ giờ. Mẹ chay cũng vậy. Nói chung mẹ Ngọc cũng ngủ chập chờn. Màu gì? Lấy lên cho mẹ coi coi màu gì. Nữa mẹ nữa. Thôi ăn hết đi từ từ. Nó kêu đổ vô nữa cho nó đó. Nửa mẹ nữa đó. Ngon ha. Vinh Sình đâu có siro đâu ăn. Phải không? Gội ngoại không? Mày bấm gội ngoại nha. Đã bấm gội ngoại. Đang gọi sao ngoại không bắt máy ta, kỳ ta. Gọi bà Bảo nghe. Số bà Bảo số mấy ta? Rồi, gọi bà Bảo. Ngon không? Dạ ngon. Con phải nói dạ ngon. Dạ ngon. Đúng rồi. Mà con có nhớ bà ngoại không? Gì vậy? Chay, chay đây, chay đang, chay cũng chào bà cô chú đi con, hello, chào đi con, chay cũng đang ăn cereal.
bà bảo đang làm video. Hai đứa, mỗi đứa mỗi tác nghiệp mỗi nơi. Chó. Con chó đâu? Chó. Mày kêu không? Gì? Mạng yếu rồi, mạng ngoại yếu rồi. Mạng gì yếu nhất? Mà màu này màu gì con nói mẹ nghe coi. Oxy. Oxy hả? Màu cam. Cam. Đúng rồi. Màu này màu gì? Pink. Pink. Màu hồng. Pink. Màu hồng. Đúng rồi. Màu này màu gì? Yellow. Yellow. Màu vàng. Wow. Màu vàng đúng rồi. Màu này màu gì? Pink. Green là màu xanh lá cây. Đó, ngoại kìa. Con có cố nè. Mẹ con có nhớ ngoại không? Con có nhớ ngoại không? Nhớ ngoại. Đó, bắt đầu ngoại khóc tiếp. Ngoại bắt đầu khóc tiếp nè. Ừ. Ngoại mấy nay là y như thất tình. Rồi, cấp máy để cho ba bảo làm video đi ha. Giờ mẹ mở em cho con chưa. Mở cho chị coi nha. Coi Halloween nha. Ăn hết cereal này cũng no rồi. Trời ơi, tự nhiên dậy kêu cereal. Mẹ múc nữa. Múc nữa là lấy cái muỗng đó. Hay là muốn nấu. Hồi nãy còn màu nào chưa hỏi, màu này chưa hỏi nè, màu này màu gì? Purple. Purple là màu tím. Tím, purple. Tím liệm. Tím liệm. À, còn màu này nữa, ủa, còn màu này nữa? Blue. Blue là màu gì? Brown. Màu xanh. Màu xanh. Da trời. Nói đi, da trời. Giá trời. Màu xanh giá trời. Dài quá rồi. Nó nói đi, màu xanh. Màu xanh. Giá trời. Nói giá trời đi. Rồi xong rồi nãy đâu tự đồ lên ghế ngồi nữa chứ, thấy không? Nói mới đầu là mẹ lên ghế, cereal. Rồi múc nữa, mẹ múc nữa. Tiếng Anh là chơi hay bị người đó gì? Chưa quen lại, hiểu thì hiểu hết nhưng mà chưa quen lại để nói. Toàn là kêu mẹ để nói tiếng Việt không mà cái đó giỏi chứ. À con có nhớ ông cố không? Nhớ. Đúng rồi, giỏi quá, dạ nhớ cố quá giỏi luôn. Con có nhớ Vixen không? Con có nhớ bà Quy không? À vậy đó chứ 10 bữa nữa là hết. Gì vậy trời? Bánh. Mày lấy bánh cho con nha. Bánh. Ngồi xuống đi mày lấy. Ngồi xuống đàng hoàng mày lấy bánh. Mẹ mới tính lấy bánh cho con đó. Ngồi xuống. God bless you. Ngồi xuống. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Lột giùm con. Lột giùm con. Ừ. Chào cô chú chưa? Ngồi chầm hổm vậy, ngồi bỏ chân xuống. Nè con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, ngồi xuống đàng hoàng. Đúng rồi, ngồi xuống đàng hoàng. Đúng rồi, trời ơi con ngồi kiểu à. Ngồi kiểu à. Ngồi chụp bỏ. Rồi này mẹ bấm vô này nha. Rồi. Con ăn cơm rồi ăn được chưa được không? Thấy không? Ngộ về đây thì nó ăn được mà còn mà đi về Việt Nam không chịu ăn, mỗi lần cho ăn là mỗi cái cực hình chứ mà khổ chứ phải. Đây là tự đòi ăn.
chắc nó chắc nó khoái đồ Mỹ rồi chứ không gì. Khoái bánh, khoái đồ ngọt, rồi khoái không có nước mắm, không có ấy đồ này kia nọ. Mời cô chú ăn miếng. Để lấy sữa nha, khát nước bú, bú bình sữa nha. À, giờ này cho bú bình. Cái nước bú bình sữa vô. Chay là gì cũng bước hết đó, đưa chai nước cũng tu luôn. Rồi đưa cái hộp thì cũng uống ống hút luôn, mà còn đưa bình sữa cũng bú luôn. Mình bất chấp mà. Thôi thì mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em. Phải không? Phải không? Giờ chay ngồi, giờ chay ngồi đây chơi coi iPad. Mẹ sẽ lấy cái MacBook ra của mẹ ra để mẹ edit video này cho cô chú coi, để cho cô chú biết chay về Mỹ được bình an vô sự và vui vẻ nha. Chay sẽ trở lại cuộc sống Mỹ, cuộc sống bắt dịch, chăn dịch, đuổi dịch. Những tháng ngày rong ruổi sẽ trở lại một mình bơ vơ lủi thủi. Trong đêm một bàn chân bước. Mẹ cũng nặng lắm. Uống miếng nước, uống miếng sữa đi cho đỡ, đỡ khát nước đâu. Nó ăn có hết rồi mà còn kêu mẹ nữa. Thôi, xin cảm ơn cô chú rất rất là nhiều đã xem cái video ngày hôm nay của Chay trở lại cuộc sống Mỹ. Cảm ơn ông bà đã yêu thương. Yêu thương là yêu thương hết mực luôn á. Ông bà cô chú yêu thương Chay hết mực luôn á. Rất 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 là quý những cái tháng ngày đó. Xin mời cô chú ông bà đăng ký kênh cho Chay nha, rồi cho Chay cái video Chay một cái like nha cô chú. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú ông bà vào những ngày tiếp theo của cuộc sống Mỹ ở Michigan. Bye bye. Không, bye bye cô chú đi Chay. Bye bye đàng hoàng. Ù qua, qua cái coi. Ù qua coi. Giỏi quá. Con nói bye bye cô chú. Bye bye cô. Ông bà. Ông bà. Nói thêm chữ ông bà nó đi. Ông bà. Ông bà. Đúng rồi. Ông bà. Nói mà đưa cái bánh vô.